Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 10 giờ 25 phút. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế. Vừa rồi lên sóng một combo băng cassette 10 cuộn băng cassette 400.000 đồng. Combo đấy đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở thành phố Hoa Phượng Đỏ thân yêu của chúng ta, đó là thành phố Hải Phòng, mang biển số 15 và 16. Ngài thượng đế này đã Trần Văn Chốt. Trân trọng cảm ơn Ngài Thượng Đế có cái bụng tốt ở thành phố Hoa Phượng Đỏ đã không mặc cả, không trả giá, không bớt xén một xu một hào nào của nông dân Khang cả. Một lần nữa trân trọng cảm ơn Ngài. Số điện thoại để các Thượng Đế Trần Văn Chốt radio cassette link phụ kiện về radio cassette băng cassette 0368888479, hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các thượng đế. Khi bên đơn vị vận chuyển người ta hoạt động trở lại thì những cái hàng mà thượng đế đặt của mình là sẽ gửi ngay vào luôn. Đây là băng cassette địa chỉ tới quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Đây cũng là 10 cuộn băng cassette hôm qua đấy, cũng 400.000 đồng. Đây cũng 10 cuộn băng cassette 400.000 đồng, Hải Phòng. Đây là Hà Nội. Còn đây là loa với lại băng cassette. Loa đài Sony 1010 Đồng Xoài City, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, mang biển số 93, nhà cung cấp là Khang 1861. Còn combo băng cassette này chuẩn bị lại phúc đáp các thượng đế cũng 10 cuộn và cũng có một cuộn băng cũ tổ Maxen UD2 cũng 400.000 đồng. Đấy. Còn bây giờ thì xin thưa tới các thượng đế, cổ nhân dạy rằng tứ hải giai huynh đệ, bốn biển đều là nhà, đều là những người anh em hữu hảo. Yeah. Đấy là theo cái dịch của nông dân. Ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024. Xin thưa tới các thượng đế trên giải chữ S. Đây là một cái thùng, đây là một cái thùng hàng của một người anh em có cái bụng tốt, đang lao động, đang làm việc, yeah, đang làm việc, đang công tác tại Đài Loan, Taiwan. Gửi cho mình. Thì người anh em... khi mà điện đàm với mình thì người anh em bảo đây là một chiếc radio cassette đấy, của một người ở Đài Loan. Thế nhưng mà ở bên đấy thì người anh em thì cũng không đi lại được nhiều, cũng không biết chỗ nào người ta điều trị đài cả. Thế người anh em xem kênh YouTube của mình thì biết được là mình điều trị đài. Thế là người anh em gửi cái thùng hàng này từ Đài Loan sang. Đây là những cái chữ mà người anh em viết. Thế nhưng mà người anh em cũng coi như thế là viết dòng ở dưới là tiếng Kinh, thế còn ở trên này là tiếng Đài này, thì cái này thì mình không biết, cái này là multi đấy, mình quay rất chi là chậm để ai biết tiếng Đài thì dịch ra là nó là cái gì thì mình cũng chịu đây. Đấy, còn ở dưới này là người anh em ghi bằng tiếng Kinh thì mình đọc được là hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay, cảm ơn. Đấy. Bây giờ mình chuẩn bị bóc ra nhá. Mình bóc cái ni lông ra xong rồi mời mọi người xem ở bên trong cái thùng hàng gửi từ Đài Loan sang cho lão nông Chi Điền nhá. Thì trong cái thời gian mà nhờ vào sự hỗ trợ của hai chi dưới để giữ cái thùng hàng này để cắt nó ra, thì trân trọng kính mời mọi người cùng xem những cái radio cassette. Đài thì mình không có nhiều. Đài không có nhiều, thế nhưng lúc nào cũng có tầm 600 chiếc để phục vụ các thượng đế trải dài 63 tỉnh thành. Thế còn băng cassette thì cũng lại không có nhiều. Nhưng mà lúc nào cũng có 2.000 cuộn băng. Đấy. Đài thì các thượng đế lưu ý là mình chỉ có đài tốt thôi, chứ còn đài chưa tốt là mình đã chuyển trạng thái sang Phan Đình Đáp. Đấy. Thế mà Trần Văn Chốt đài của nông dân Khang thì trong quá trình sử dụng không làm sao phải lo nó hỏng cả. Chẳng may mà cổ nhân bảo rằng là sinh có hạn tử bất kỳ, chẳng biết lỡ nào một lần cả. Đặc biệt đây là đồ điện tử. Thế nhưng mà chẳng khi nào mà một ngày xấu giờ ấy mà cho nó ăn điện mà nó không phản hồi thì cũng không làm sao mà phải đỏ mặt gãi tai cả. Không làm sao mà phải vân vê gấu áo cả. Liên hệ với số máy 0368888479. Nó sẽ hoạt động trở lại đấy. Đấy là điều chắc như đinh đóng cột đấy. Đây, xin thưa với lại các thượng đế, mình đã bóc cái đi lông ra rồi. Những anh nhập hàng ở eBay, hàng đấu mạng này, anh bảo còn thơm mùi tây này, thơm mùi tây đấy. Bây giờ lại tiếp tục bóc nhá. Đấy. Đây là chỉ có bọc hai hàng bên trên và bên dưới là xốp thôi, chứ còn bốn xung quanh không có xốp.
Đấy. Trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển đã vận chuyển cái thùng hàng này từ Đài Loan sang tới và coi như thế là bản của nông dân Khang mà lại còn nguyên hình nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không móp méo. Cái băng dính ở bên đấy mình sờ vào mình thấy nó dính hơn đấy, này sờ vào thấy nó dính hơn đấy. Thế nhưng mà nó dính hơn, cho dù là dính hơn thì nó cũng vẫn là băng dính thôi nhá. Đây, xin thưa tới quý vị và các bạn, hồi hộp quá. Đây là anh Cù Đài. Đây là, xin thưa tới quý vị và các bạn, xin thưa với lại các thượng văn đế, đây là anh Cù Đài mà người thượng đế gửi từ Đài Loan sang. Đài Sony. Sony. Hai cái đồng hồ vu hiển thị tín hiệu level là mức đây này. Đấy. Còn cái thằng cu quan này ở giữa này là, đây là cái đèn báo nguồn. Đèn báo nguồn, đài Sony răng chìa. Ở trong này là còn có cái băng. Băng này chắc là nội dung chương trình là xì sổ. Xì sổ. Đấy. Băng Sony. Đây này, Sony ấy, cái băng ở bên đài gửi sang còn có cả tem này. Đấy. À cái dấu, đây là dấu chứ không phải tem. Dấu này. Bây giờ cho nó ngồi dậy để nó kính chào mọi người nhé. Em nằm sẽ đau lưng, nằm lâu rồi đau lưng. Dính lắm. Cái xốp vỡ xốp chứ không phải vỡ đá. Đấy, cho nó ngồi dậy. Đấy, ngồi dậy nó kính chào các thượng đế. Sony gửi từ Đài Loan sang kính chào các thượng đế trên giải chữ S. Để mình xem cái Sony này có cái model là gì nhá. Đây. À đài Sony này như mặt trên này là lại viết tiếng Anh chứ không phải gì. Thế thì có khi là đài này là đài hàng xuất đấy, có khi là đài hàng xuất, đài có cả lay in này. Đấy. Để nguyên từ mình kiểm tra cái bụi ở bên Tây xem nó thế nào. Ôi trời, bụi ở bên Tây cũng như bụi ở bên ta. Đã có gì. Đây. Nó cũng thế. Bữa trước cu bạn mình đi tàu biển vậy sang bên Hàn Quốc, gặp đúng giời mưa quay video cho mình. Mình bảo cu bạn mình nó ra ngoài thưởng ngoạn cái nước mưa ở bên đấy xem cái mùi vị của nó thế nào. Nhưng cu bạn của mình bảo ra nếm nước mưa xong vào bảo nó cũng thế. Đây. Sony CF575SC. Đấy, xin thưa với quý vị và các bạn, không biết là ai người ta sáng tác ra cái bài hát là em ơi trái đất xoay tròn mà chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Đấy, đài Sony CF575SC ở Đài Loan, thế mà lại có ngày coi như là gặp nông dân Khang ở Bình Dương. Thế như này. Đa cầu điện. Đấy, chỗ này là cái chỗ chuyển điện, đường line in. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thời gian tới này thì chắc là còn nhiều chiếc radio cassette ở trên quả đất này gửi tới địa chỉ của nông dân Khang. Thôi thì cũng đã coi như thế là mời mọi người xem mấy chiếc đài Sony CF575SC của người anh em có cái bụng tốt ở Đài Loan gửi cho mình rồi. Bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.